Florida. Và xin kính chào các bạn đang đến xem kênh Your Realistic USA. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một bí quyết để khởi nghiệp làm môi giới. Bí quyết này là khi bắt đầu làm môi giới thì phải kiếm một người đỡ đầu, tiếng Mỹ kêu là mentor. Người đỡ đầu rất là quan trọng khi cho những người mới bắt đầu làm real estate, tại vì họ là những người làm real estate nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm. Họ sẽ nói cho anh biết cái gì phải làm, cái gì không nên làm, cái gì làm có hiệu quả thì mình tránh được những sự sai lầm, tại vì họ đã qua những sự sai lầm đó. Khi bạn lấy bằng real estate license thì bạn phải kiếm những công ty có uy tín, có danh tiếng trong cái vùng mà bạn muốn làm thổ địa, nhà đất. Bạn phải chọn cái vùng nào bạn muốn làm. Những vùng đó là phải có đông người, nhiều người mua, nhiều người bán, vậy thì mình mới có khách. Chứ mình chọn những cái vùng mà những cái tỉnh cái gì xa xôi mà ít nhà, ít người ít có dịch vụ buôn bán thì làm sao mình có khách mua, mình có người bán, phải không bạn? Thì cái bạn tới những công ty ngày làm trên vùng của mình, chọn những công ty nào có tiếng tăm, bạn xin làm nhân viên. Là khi bạn vô làm nhân viên rồi thì làm nhân viên trong hãng địa ốc là họ không có trả tiền, nhưng mà thường thường là chủ sẽ hướng dẫn các bạn những bí quyết để thành công. Nếu chủ không có hướng dẫn thì bạn phải xem trong những người làm chung với mình đó, những người nào mà làm được, bán được nhiều, giỏi thì mình xin theo họ để mình học hỏi. Thì những người buôn bán giỏi thì không có thi giờ đâu, mà họ dạy mình, họ bận lắm á, thì mình cũng phải giúp đỡ họ thì họ sẽ dạy mình. Thì khi cái người mà có nhiều nhà cho bán, có nhiều khách cho bán, rồi lúc nào họ cũng cần sự giúp đỡ, mình giúp vừa học. Vậy là họ đi làm đi chắc khách đi thì mình giúp bằng cách là mình lấy giờ hẹn cho những nhà đó, rồi mình lấy chìa khóa giúp họ để cho họ có sẵn hết, giờ giúp họ những giấy tờ, những làm giấy tờ chuẩn bị để cho khách ký hợp đồng, thì mình rồi được cái mình xin đi theo, mình đi theo để mình coi họ làm sao, họ nói chuyện làm sao để mình có học hỏi. Rồi thường thường là người bán địa ốc thì thường thứ bảy nhật là họ hay mở open house, tức là họ cho mấy người, họ lấy những cái nhà mà họ đương bán, rồi họ bảo chủ là đi chơi, rồi họ mới là cho một người bạn, hoặc là cũng có người phụ hay là người phụ tá mà cũng có bằng đó, rồi ngồi trong cái nhà đó. Rồi họ mới đăng báo trước ngày đó là nó sẽ open house, và trước nhà họ dựng cái bảng này là open house. Các bạn lái xe và thấy có chữ open house là những cái để mời khách vô coi. Thì thứ bảy nhật là người Mỹ ưa đi kiếm nhà thì họ đi tận dụng mà họ thích, họ đi vậy có thấy open house họ vô coi. Rồi khi mà mình, nếu mà mình vô mới đầu mình chưa có nhiều listing á, thì mình nói mấy anh nhiều listing là cho tôi ngồi coi cái nhà mà anh để báo tôi ngồi coi open house. Thì khi open house vào thì có cuốn sổ, rồi cái khách vô thì ký tên, có số điện thoại. Tức là cái đó là cách để mà kiếm người mua bạn. Tại vì họ tới họ coi cái nhà này, chưa chắc là mua cái nhà này, phải không? Họ sẽ còn tiếp đi kiếm. Thì mình có số điện thoại của họ, thì là ngày hôm sau mình điện thoại mình hỏi là hôm qua coi cái nhà đó anh có thích không? Nếu không thích thì tôi sẽ cho em coi những nhà khác. Rồi mình hỏi là họ muốn mua nhà là tiêu chuẩn nào, là mình gặp đó thành là người khách của mình. Tức là mình phải kiếm một người để mình như là bái làm sư phụ á, là người mentor ha, rồi là để giúp đỡ họ cái này cái kia để họ chỉ cho mình. Rồi thì khi mà bạn rồi đó, thì khi mà bạn kiếm người sư phụ làm chung với họ, giúp đỡ họ một thời gian,
3-4 tháng vậy đó. Trong cái 3-4 tháng đó thì mình cũng mỗi ngày đó mình phải đưa, mình đi đem ra, mình đi ra ngoài mình cho, mình đưa người ta chừng ít nhất, người ta nói là ít nhất là thầy nói ít nhất là phải là 30 người cái cạc của mình. Là mình đi, mình uống cà phê thì mình đưa cạc, mình đi ăn bánh cuốn mình đưa cạc, mình đi siêu thị mình gặp người chung quanh mình đưa cạc á, thì như vậy đó. Thì ngộ lắm bạn ơi, không làm á thì không có gì hết á, mà làm những cái nhỏ vậy mà tự nhiên nó thành chuyện lớn. Bạn làm vậy chừng 3-4 tháng là cái dùng bạn người ta biết bạn hết trơn, biết hết rồi. Mình hàng xóm mình cũng đừng có quên á, mình đem qua cạc hàng xóm mình nói anh chị em mới em bắt đầu làm nghề môi giới bất động sản, em làm trong khu này, nếu anh chị có khách hàng thì giúp đỡ cho em vậy đó, mình nói tiếng Việt vậy đó, thì là từ từ thì mình sẽ quen biết. Đó là đầu tiên. Cái thứ hai á, là mình phải biết nói gì. Tại có nhiều anh chị mới học môi giới bất động sản, cái đứng trước khách hàng biết nói gì ha, biết nói gì nói gì. Rồi nếu mà mình đi làm listing người ta hỏi mình cái này cái kia mình không biết trả lời ha, thì là cái thứ hai là mình tiếng Mỹ là mình phải biết cách nói, như là know your script. Bạn biết không, bán nhà đất là, thì cũng như là tài tử cine hay là người hát kịch đó, những người hát cái lương đó mà ra thấy ta hát hay quá, người ta nói hay quá, đâu phải là tự nhiên người ta nói đâu, người ta có cái bài bản, người ta nói chuyện tùy theo cái hoàn cảnh á. Ví dụ như là mình phải bước vô nhà thì phải nói gì, rồi mình đi làm sao nói gì để người ta ký giấy. Còn người dắt người đi mua nhà đâu phải là cái nhắm mắt mà dắt á, thì trong khi mà gửi dắt đi á thì mình phải hỏi, mình trước khi dắt đi mình hỏi là tình trạng tài chính của họ, mình phải nói cho khéo. Thì trong những clip sắp tới là mình sẽ nói cho bạn những cái bài bản để bạn học cái thuộc rồi mình phát triển ra tùy theo cái dùng của mình phát triển ra, nhưng mà nó có những cái bài bản căn bản. Tại vì khi mà họ hỏi mình cái gì á thì mình biết cách mình nói liền, không có ngần ngừ ấp ba búng. Mình nói ba búng mình không nói được thì họ nói là mình không phải là người chuyên môn, thì họ không có tin tưởng mình, không có mướn cho mình làm. Thì bữa hôm nay là mình nói vậy là phải kiếm một người mentor. Rồi cái clip sau mình sẽ nói là know your script, là biết nói. Thì bạn biết có nhiều kiểu mình phải nói, vậy là mình trước khi khách mua nhà mình phải nói gì, trước khi không khi đi hỏi gì phải nói cái gì, rồi sau này mình dắt đi rồi mình hỏi cái gì để mà tiếp tục, thì nó có rất nhiều cái hỏi, nhiều cái nói á. Họ hỏi mình gì mình phải biết mình nói. Còn nếu mà mình làm listing mà người ta nói thôi tôi không có đưa mấy anh chị làm môi giới bán nhà đâu, tốn 6% tôi không đưa đâu, thì mình hỏi là tại sao, người ta nói lý do tại sao, thì mình phải, cái đó kêu là objection, là mình phải giải cái objection của người ta nghe để cho người ta không có phản đối nữa. Khi nào mà người ta hết phản đối nổi thì người ta sẽ ký giấy hợp đồng. Còn người bán thì mình phải biết cái script, những cái bài bản để mình nói. Thì cái đó là trong trường nó dạy á, mình anh bạn anh chị em nào muốn kêu là biết tiếng Mỹ giỏi đó, mà về script thì vô cái là myferry.com, Mike M I M E, mình đánh bằng tiếng Việt ha, MIKE ha, Mike Ferry F ha, rồi chữ E ha, rồi R E Y, myferry.com. Ông này là sư phụ của nghề bất động sản á, ổng là huấn luyện những người bất động sản buôn bán môi giới, ai mà đi học người đó về đó, học trường về là nhiều tiền. Hồi đó mình làm mới đầu mình cũng làm lèo tèo á, mình làm không nổi á, đi học cái khóa của ổng 5 ngày về đó là mình đổi khác liền, là biết cách nói thì mấy bạn vô cái website đó coi clip sau thì mình từ từ mình giải nghĩa làm cái script làm sao các bạn. Xin chào các bạn, chúc các bạn thành công trong nghề môi giới, mà nhớ là một ngày là phải đưa ra 20 cái cạc cho 20 người. 20 người, ngày nào cũng 20 người, từ từ nó dùng lại nhiều lắm bạn, nhiều kinh khủng lắm. Từ từ là trong 2-3 tháng là bạn nổi tiếng trong vùng bạn nhiều ạ. Tại vì mình đưa cạc của xa, đưa cạc mà visit ha. Thì mình nói đầu tiên trong nghề bất động sản là mình phải in cái cạc visit. Thường thường là ở Mỹ thì là chủ đó, người chủ đó họ có cái hợp đồng với những cái nhà in, mà để in cho rẻ, in cho đẹp, tại vì chủ lúc nào nó cũng nhận người, nhiều người vô đó, thì ai cũng phải làm đó hết. Thì họ chỉ cho mình, có họ đưa cho mình cho thợ chụp hình để cho cái hình cho đẹp nữa. Xin chào các bạn nha. Bye bye.